Quận đoàn Ô Môn phối hợp cùng các đoàn phường đến trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu. Các bạn đoàn viên thanh niên đã đến tận nhà để trao 300 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm bánh bía, sữa, nhu yếu phẩm, tổng trị giá 90 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân của Ô Môn hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do quận đoàn vận động xã hội hóa. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là nguồn cổ vũ động viên, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các bạn nhỏ vui đón Trung thu đầm ấm vui tươi.